Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Kể từ khi lực lượng vũ trang Hamas bất ngờ tấn công lãnh thổ Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, xung đột Israel-Hamas đã khiến hàng trăm nghìn người thương vong, đa số nạn nhân đều là phụ nữ và trẻ em. Chính vì lẽ đó, bất kể các kịch bản hậu chiến đối với Gaza ra sao, cần phải thừa nhận bối cảnh rộng lớn hơn của cuộc xung đột Israel-Palestine, bao gồm các vấn đề chiếm đóng, mở rộng khu định cư và phủ nhận quyền tự quyết của người Palestine. Theo Thông tấn xã Việt Nam, bình luận với hãng thông tấn Anadolu, Thổ Nhĩ Kỳ mới đây, Ali Bakit, giáo sư về các vấn đề quốc tế an ninh và quốc phòng tại Đại học Qatar, thành viên cấp cao không thường trú tại chương trình Trung Đông của Hội đồng Đại Tây Dương Mỹ cho rằng, cuộc xung đột giữa Israel và Hamas năm 2023 đã làm dấy lên một loạt suy đoán về tương lai của dải Gaza và ai sẽ nắm quyền ở đó khi cuộc giao tranh chấm dứt. Những câu hỏi này không chỉ có ý nghĩa then chốt đối với tương lai trước mắt của Gaza và người Palestine, mà còn có ý nghĩa sâu rộng đối với khu vực Trung Đông rộng lớn. Trọng tâm của thảm họa đang diễn ra liên quan đến số phận của Hamas, lực lượng quản lý trên thực tế ở Gaza sau cuộc bầu cử năm 2006. Kể từ khi quyết định đưa quân vào Gaza ngày 27 tháng 10, giới chức Israel đã khẳng định mục tiêu là tiêu diệt Hamas. Tuy nhiên, hành động đánh bại Hamas trong trường hợp này không xác định rõ ràng nên điều đó gần như không thể thực hiện được. Tuy nhiên, bất chấp mục tiêu đã tuyên bố này là gì, hậu quả từ hoạt động quân sự của Israel mở ra một loạt các kịch bản. Mỗi kịch bản đều có những phức tạp và thách thức riêng. Lựa chọn này dường như khó thành công do ảnh hưởng của Israel đối với chính quyền Palestine và uy tín của chính quyền Palestine đối với người Palestine dưới thời Mahmoud Abbas đã giảm sút. Israel cho đến gần đây đã liên tục gây áp lực và làm suy yếu thẩm quyền của chính quyền Palestine nhằm làm chệch hướng giải pháp hai nhà nước, đồng thời tuyên bố rằng phía Israel không có đối tác phù hợp. Dù chính quyền Tổng thống Biden ở Mỹ đã ám chỉ chính quyền Palestine có thể quay trở lại nắm quyền ở Gaza, nhưng tính thực tiễn và khả năng chấp nhận đề xuất này vẫn còn nhiều nghi vấn. Ngoài ra, về kế hoạch khôi phục quyền kiểm soát của PA ở giải Gaza còn mơ hồ và có thể bị ảnh hưởng bởi các thế lực bên ngoài. Bên cạnh đó, cũng có chuyên gia quân sự đã nói tới viễn cảnh, sức chịu đựng và ảnh hưởng của Hamas tại giải Gaza ngày càng tăng. Được biết, Hamas được thành lập vào năm 1987 sau khi phong trào Intifada đầu tiên của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel bùng nổ. Nhóm này vẫn tồn tại trong xã hội và chính trị Palestine. Theo nghĩa này, có vẻ không thực tế với mục tiêu của Israel nhằm tiêu diệt hoàn toàn Hamas. Hơn nữa, sau cuộc chiến đang diễn ra của Israel ở Gaza, theo báo cáo, uy tín của Hamas đã tăng lên, đặc biệt là sau các sự kiện gần đây cho thấy rằng tổ chức này tiếp tục duy trì ảnh hưởng và nhận được sự hỗ trợ đáng kể trong xã hội Palestine như một lực lượng kháng cự chống lại sự chiếm đóng của Israel. Trong bối cảnh này, khả năng Hamas tham gia cùng chính quyền Palestine để quản lý giải Gaza có thể khả thi hơn nếu Marwan al-Bahouti, một nhà lãnh đạo giải phóng dân tộc bị Israel cầm tù từ năm 2002, đảm nhận vai trò lãnh đạo trong tổ chức giải phóng Palestine và PA. Điều này đòi hỏi sự công nhận từ Mỹ và châu Âu đối với nhà nước Palestine tự do, độc lập và có chủ quyền, cũng như việc hiện thực hóa nó một cách hiệu quả. Trong cuộc xung đột Israel-Hamas đang diễn ra, một số quan điểm đã xuất hiện liên quan đến sự hiện diện quân sự quốc tế hoặc lực lượng Ả Rập ở Gaza thời hậu chiến. Tuy nhiên, các nước Ả Rập đã bác bỏ đề xuất này. Đằng sau những cuộc họp kín, một số ý tưởng khác đã được cân nhắc. Chẳng hạn như vai trò tiềm năng của các chính phủ trong Hiệp định Abraham, thỏa thuận giữa Israel, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Bahrain dưới sự bảo trợ của chính phủ Mỹ. Trước đó, Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết Saudi Arabia và UAE sẽ tài trợ cho việc tái thiết giải Gaza sau chiến tranh. Tuy nhiên, UAE cho biết họ sẽ đưa ra điều kiện hỗ trợ tài chính và chính trị cho việc tái thiết Gaza dựa trên sự thúc đẩy sáng kiến do Mỹ hậu thuẫn hướng tới giải pháp hai nhà nước. Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất một hệ thống bảo lãnh, trong đó các quốc gia trong khu vực và bên ngoài đóng vai trò là nhà bảo lãnh cho cả người Palestine và Israel. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định, chúng tôi sẵn sàng trở thành một trong những nhà bảo lãnh cho Palestine bằng viện trợ nhân đạo, hỗ trợ chính trị và quân sự. Chúng tôi kêu gọi các nước có ý chí mạnh mẽ xem xét đề nghị của chúng tôi. Vấn đề với tất cả các hình thức can dự này là thực tế không một quốc gia nào, đặc biệt là Mỹ và các quốc gia châu Âu, sẵn sàng ngăn chặn hành động của Israel. Nước đã bỏ qua các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, buộc nước này phải chịu trách nhiệm hoặc chịu hậu quả nếu vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào được chấp nhận. Năm 2005, Israel tuyên bố chấm dứt chiếm đóng Gaza. Tuy nhiên, tuyên bố này mâu thuẫn với thực tế,
khi Israel tiếp tục có quyền kiểm soát hiệu quả đối với Gaza, điều này có nghĩa là về mặt pháp lý, chiếm đóng mà không cần hiện diện trên thực địa. Sau cuộc tấn công vào Gaza vào tháng 10 vừa qua, Israel cho biết họ có ý định kiểm soát an ninh tổng thể đối với Gaza. Kịch bản này có thể được biểu hiện dưới nhiều hình thức, bao gồm cả việc giảm quy mô và dân số của Gaza. Israel được cho là đã đưa ra ý tưởng tạo ra một vùng đệm giữa Gaza và Israel từ phía Bắc đến phía Nam để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công bất ngờ nào nhằm vào Israel trong tương lai. Đề xuất này sẽ là một phần của quy trình ba bước bao gồm tiêu diệt Hamas, phi quân sự hóa Gaza và phi cực đoan hóa khu vực này. Israel đã từng thử những kế hoạch này trước đây, cả Palestine và Liban, và họ đã thất bại thảm hại vì chừng nào còn chiếm đóng thì sẽ có sự phản kháng. Tổng thư ký phong trào sáng kiến quốc gia Palestine PNI Mustafa Bahuti lập luận. Đó là lý do tại sao mục tiêu của Thủ tướng Netanyahu là thanh lọc sắc tộc. Ông ấy muốn kiểm soát quân sự ở Gaza mà không cần người dân. Nguồn tin từ báo tin tức cho biết, mặc dù trọng tâm giao tranh tập trung vào Khan Yunis, nhưng đáng ngạc nhiên là Rafah lại nổi lên như một cái bẫy phức tạp vì cuộc xung đột ở đó sẽ đặt ra những thách thức ở nhiều cấp độ. Khi lực lượng phòng vệ Israel IDF tăng cường hoạt động ở phía nam dải Gaza, giới truyền thông liền chú ý vào Khan Yunis với khả năng rằng các trại tị nạn nằm liền kề và hệ thống đường hầm tại đó có thể làm thành trì che giấu ban lãnh đạo Hamas cũng như giam giữ các tù nhân Israel. Việc tập trung vào Khan Yunis là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, bất chấp bản chất phức tạp và tổn thất nặng nề về con người trong cuộc chiến ở Khan Yunis, Rafah dường như là một cái bẫy phức tạp hơn nữa vì cuộc xung đột ở đó đặt ra những thách thức đáng kể trên các đấu trường song phương, khu vực và quốc tế. Kể từ khi Israel hoàn tất việc rút quân khỏi Sinai vào năm 1982, Rafah trở thành khu vực chia cắt giữa Ai Cập và dải Gaza. Ngay cả sau khi Hiệp định Oslo được thực thi, Israel vẫn tiếp tục kiểm soát cửa khẩu Rafah và giải phân cách lãnh thổ Palestine với lãnh thổ Ai Cập, hay còn gọi là hành lang Philadelphia. Tuyến đường này nhanh chóng trở thành trung tâm cho các hoạt động khủng bố chống lại lực lượng IDF, đồng thời trở thành đường dẫn buôn lậu vũ khí từ Sinai qua các đường hầm. Tình trạng buôn lậu vũ khí gia tăng sau khi rút quân vào năm 2005 và với việc Hamas nắm quyền kiểm soát dải Gaza vào năm 2007. Hoạt động này càng trở nên tràn lan hơn. Sau chiến dịch Protected Edge năm 2014, Ai Cập bắt đầu chống lại buôn lậu vũ khí bằng cách phá hủy các ngôi nhà ở Rafah bên phía lãnh thổ mình, cũng như làm ngập các đường hầm dọc biên giới Ai Cập. Nếu IDF nắm quyền kiểm soát Rafah, điều đó sẽ có ý nghĩa quan trọng. Trên đấu trường song phương, việc kiểm soát phần lãnh thổ Rafah của người Palestine và hành lang Philadelphia sẽ không chỉ làm tăng nguy cơ xảy ra các vụ nổ súng không mong muốn giữa IDF và quân đội Ai Cập mà còn vi phạm thỏa thuận hòa bình giữa hai nước. Theo thỏa thuận, Israel bị cấm triển khai xe tăng và pháo binh ở phía đông biên giới trong dải hẹp khu vực D. IDF chỉ được bố trí 4 tiểu đoàn và không quá 180 xe bọc thép chở quân. Việc chiếm đóng tạm thời hoặc lâu dài Rafah và hành lang Philadelphia có thể khiến Israel vi phạm điều khoản này trong thỏa thuận hòa bình, có khả năng gây ra căng thẳng với Ai Cập hoặc thúc đẩy nhu cầu tăng cường lực lượng của Ai Cập ở Sinai. Mặc dù có thể thay đổi các điều khoản của thỏa thuận, nhưng chúng cần có sự đồng ý của cả hai bên. Ngoài ra, sự hiện diện của lực lượng Israel ở Rafah và dọc hành lang Philadelphia có thể khiến Ai Cập rơi vào tình thế khó xử. Ai Cập có thể sớm được Israel yêu cầu hành động để chặn các kênh chuyển vũ khí cho các nhóm vũ trang còn lại ở dải Gaza. Sự chấp thuận của Ai Cập đối với yêu cầu như vậy có thể được hiểu là một thỏa thuận để Israel kiểm soát dải đất đó. Mối quan tâm lớn nhất của Ai Cập thể hiện rõ ngay từ những ngày đầu của cuộc xung đột là dòng người tị nạn từ dải Gaza đến Sinai. Cairo kịch liệt phản đối điều này vì một số lý do. Bên cạnh việc là một quốc gia đang gặp khó khăn về kinh tế với khả năng hạn chế trong việc hỗ trợ người tị nạn Palestine, Ai Cập lo ngại bị thế giới Ả Rập coi là hỗ trợ Israel trục xuất hoặc ngược đãi người Palestine. Hơn nữa, sự hiện diện của các hoạt động khủng bố của người Palestine ở Sinai dọc biên giới Israel có thể dẫn đến xung đột giữa Ai Cập và Israel nếu những phần tử này hành động chống lại Israel từ lãnh thổ Ai Cập. Về mặt quốc tế, việc kiểm soát vùng đất phía bên kia Palestine của cửa khẩu Rafah có ý nghĩa quan trọng, trong khi Israel tuyên bố rằng họ không có ý định quản lý các vấn đề dân sự của dải Gaza và chịu trách nhiệm về nền kinh tế của người dân. Luật pháp quốc tế quy định rằng việc Israel kiểm soát cửa khẩu Rafah ở phía Palestine cũng đồng nghĩa với trách nhiệm đối với sinh kế và nền kinh tế của người dân dải Gaza. Trong bất kỳ kịch bản nào, bất kỳ động thái nào của Israel tại Rafah và hành lang Philadelphia đều đòi hỏi phải đàm phán và hợp tác nghiêm túc với Ai Cập.
Đặc biệt, Ai Cập là nhà hòa giải quan trọng đối với Israel, không chỉ trong việc giải quyết vấn đề con tin mà còn trong mọi vấn đề liên quan đến kênh liên lạc với chính quyền Palestine nào ở Gaza. Phớt lờ nhu cầu của Ai Cập có thể dẫn đến thảm họa, kéo theo việc khôi phục quyền kiểm soát của tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập và sự trở lại của những người bảo trợ tư tưởng của Hamas. Câu hỏi về thời hậu chiến ở Gaza gắn liền với Rafah, cho đến nay Israel vẫn chưa đưa ra câu trả lời cho cộng đồng quốc tế về tương lai của Gaza. Chính phủ Israel đã nhấn mạnh những gì họ không muốn, phản đối cả chế độ của Hamas lẫn đảng Fatah của chính phủ Palestine điều hành Gaza, nhưng lại không nói rõ họ muốn gì. Một giả định được đưa ra là Israel có thể muốn các quốc gia Ả Rập, Ai Cập, Saudi Arabia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE và Jordan quản lý giải Gaza cả về mặt dân sự hoặc quân sự. Nhiều yếu tố khác nhau ở Ai Cập đã làm rõ rằng Ai Cập không có ý định kiểm soát giải Gaza. Tuy nhiên, ngay cả khi Ai Cập đồng ý tham gia vào các thỏa thuận trong tương lai, chẳng hạn như cử công nhân tới hỗ trợ tái thiết giải Gaza, Israel sẽ cần phải tính đến quan điểm của Ai Cập về Rafah và hành lang Philadelphia. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!